Xin chào anh em quay trở lại với Việt Nhật Auto nhá. Trong chuyên mục xe cũ, chiếc xe mà hôm nay em Nghĩa đang quay video này là Toyota Vios. Đây là phiên bản Vios G bản cao nhất nhá. Sản xuất và đăng ký lần đầu là tháng 2 năm 2020, mang biển số Nam Định. Chiếc Toyota Vios này thì sẽ rất phù hợp với bác nào đang tìm kiếm một chiếc xe cho gia đình, một chiếc xe số tự động này, thuận tiện, màu đen. Nếu mà các bác đi ở tỉnh thì sẽ rất tuyệt vời, bởi vì chi phí nó hợp lý. Cái thứ hai là các bác có thể tận dụng đa mục đích, ví dụ như xe hoa hay chạy thêm kinh doanh dịch vụ thì cũng là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Vios từ trước đến nay thì vẫn được đánh giá là một trong những chiếc xe rất là lành. Nó lành một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên là ở phiên bản 2020 này, nó đã tiệm cận với những cái công nghệ tốt nhất cho một dòng sedan hạng B rồi. Các bác sẽ có một mẫu xe sedan hai đầu rất là rộng rãi này. Ngoài ra những cái tiện nghi thì cũng rất ấn tượng. Ví dụ như phần đầu này thì các bác sẽ có đèn LED ban ngày này, rất là sáng. Cứ nổ máy hạ phanh tay là sáng quắc luôn. Ngoài ra thì đèn halogen dạng bóng chiếu nhá, các bác yên tâm sử dụng. Bác nào thích thì có thể tăng sáng thêm bằng việc độ thêm cái đèn nhân bóng LED, mất khoảng 1-2 triệu ở đây là ok, sáng quắc luôn. Đèn gầm sương mù thì các bác cũng được trang bị đầy đủ rồi. Đây tổng thể phần mặt này. Ở phía trước này nhá thì các bác còn có thêm cái hệ thống cảm biến góc trước nữa, cũng rất là an toàn nếu mà các bác di chuyển trong những cái cung đường chật hẹp, thì đây sẽ là một trong những cái hệ thống cảnh báo rất là tuyệt vời. Toyota Vios phiên bản này thì sẽ trang bị cái khối động cơ 1.5 lít hộp số tự động vô cấp CVT. Cái khối động cơ 1.5 lít này thì nó rất phù hợp cho chiếc xe với cái địa hình giao thông tại Việt Nam. Mình đi phố cũng ổn, mà đi cao tốc tầm khoảng 100-120 cũng rất là ok, rất tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số vô cấp CVT thì nó cực kỳ êm ái và mượt mà. Các bác sang số sẽ không bị giật giống như là các phiên bản số mà dùng bánh răng. Ở phần bên hông thì các bác sẽ có một cái hệ thống la răng đây, 15 inch. Và lốp này là lốp nguyên bản theo xe các bác nhé. Xe đăng ký tháng 2 năm 2020, chạy được hơn 9.000. Lốp sẽ sản xuất vào tuần thứ 47 của năm 2019, tức là nó sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 11 năm 2019. Và chiếc xe này thì sẽ lắp ráp vào tầm tháng 1 năm 2020. Đăng ký là tháng 2 năm 2020, đăng ký lần đầu mà. Đây, lốp chạy 9.000 các bác nhìn này. Đấy, tất cả lông, lớp các ta lông là còn nguyên. Lốp theo xe nguyên bản luôn các bác nhá, lốp sơ cua để chưa hạ. Ở phần bên hông gương này thì cũng các bác cũng sẽ có gương chiếu hậu chỉnh điện, cục điện rồi. Và tích hợp cả cái xi nhan trên gương. Tay nắm cửa thì sẽ cùng màu thân xe và sẽ có cái nút mở cửa thông minh ở đây. Rất là thuận tiện khi mà các bác cầm theo chìa khóa mà đi ra vào xe. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu cho các bác xem luôn nhé. Dán là cửa sau bên lái 5,7 lít đường kết hợp, 7,1 lít đô thị. Và nếu các bác chạy cao tốc ngoài đô thị chỉ mất khoảng 4,9 lít thôi. Ở phía đằng trước thì các bác có cụm đèn LED ban ngày rất đẹp. Vì cụm đèn sau của Vios G phiên bản cao nhất này cũng sẽ sử dụng đèn LED. Đèn báo phanh với lại đèn xi nhan thì vẫn là đèn halogen nhé. Phía sau thì các bác cũng sẽ trang bị sẵn rồi camera lùi này, cảm biến lùi, cảm biến góc, rất là đầy đủ. Mình cứ thế mua xe về là sử dụng thôi. Cốp của Vios thì rất là rộng, sâu. Và chủ xe thì lại trang bị sẵn cả khay lót cốp rồi. Các bác để đồ nước các thứ rất là thoải mái, không phải lo nó vương vấn xuống dưới gì cả. Dưới cùng này như thường lệ nhé, thì các bác sẽ có kích lốp dự phòng của dụng cụ sửa chữa. Đây các bác này, lốp dự phòng chưa hạ lần nào luôn, mới tinh, sáng quắc, sơn phẩy các thứ vẫn còn nguyên. Xe này ít đi mà mới chạy có 9.600. Ở phần nội thất nhá, thì chiếc Toyota Vios phiên bản G này các bác sẽ được trang bị là nội thất màu kem sáng. Và toàn bộ tất cả các ghế thì được bọc da hết rồi. Các bác thấy cái sự chỉn chu và cẩn thận của chủ xe này. Ốp chống va đập phía trong phía ngoài là đầy đủ hết rồi. Các bác về không sợ cái gót chân nó đập gì cả. Đây, hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi, thoải mái. Ghế thì là ghế thông gió và có cả kệ tì tay, có khay để cốc đầy đủ. Chỉ hơi thiếu cái cửa gió điều hòa ghế thứ hai thôi, còn lại thì ok hết. Các bác ngồi Vios này thì phải nói cực kỳ thoải mái luôn, không có khái niệm say xe đâu vì nó thoáng lắm. Trần xe thì chủ bọc ni lông luôn nhá, rất cẩn thận, các bác không lo bẩn đâu. Và xe này gần như các bác lấy về chỉ lấy về là đi thôi mà. Đó. Ở trên khoang lái nhá thì các bác cũng thấy là ốp phía trước này này. Đấy, chống va đập. Ốp bậc trong, ốp bậc ngoài đầy đủ hết rồi. Ghế thì chỉnh cơ, thông gió. Vô lăng bọc da. Đây các bác nhìn vô lăng chạy 9.000 nó chuẩn như này. Nguyên như xe mới luôn, 10.000 km mà. Ở bên này các bác sẽ có mấy cái nút này. Thì cái nút P này là nút bật tắt cảm biến quanh xe, bật tắt cân bằng điện tử. Còn cái này là chủ xe lắp thêm, hệ thống cảnh báo áp suất lốp.
Ở đây các bác nhìn thấy là cái lốp phía sau bên lái ấy, là nó đang hơi non một tí, có 1,9 kg thôi, 1,9 cân. Các lốp khác thì ok, 2.0, 2.1. Đấy, cái này là chủ xe rất cẩn thận, các bác lấy về là không phải trang bị thêm nữa. Ở trên vô lăng nhé thì các bác sẽ có tăng giảm âm lượng này, chuyển kênh chuyển bài, nghe gọi trực tiếp thông qua kết nối Bluetooth này. Đây, màn hình thì vẫn còn nguyên tem của hãng. Đấy. Odo chuẩn các bác nhé, 9.675. Các bác có thể test thoải mái hãng hoặc là gara. Chủ xe bảo dưỡng bảo hành rất là đầy đủ tại TOTA Nam Định. Ở phần trung tâm thì mình sẽ có một cái màn hình nguyên bản theo xe, đi kèm với 6 loa. Các bác sẽ có tất cổng kết nối Apple CarPlay cũng như Android Auto này. Mình có thể phản chiếu cái điện thoại lên, dùng tất nhiên rất nhiều các tính năng khác. Điều hòa của Vios là điều hòa tự động rồi, không có gì phải lăn tăn về khoản điều hòa này cả. Chìa khóa thông minh start top này, cruise control tức là chân ga tự động ấy, để các bác di chuyển đường xa không cần phải đạp ga nữa, cố định là xong. Đấy, lùi xuống phía dưới các bác sẽ có cần nắm này, số vô cấp, chuyển số rất mượt mà, phanh tay dạng cơ, cổng sạc và bệ thì tay. Về tính năng an toàn thì chiếc TOTA Vios này cũng rất an toàn để cho các bác yên tâm sử dụng nhé. 7 túi khí quanh xe này, bản cao nhất sẽ có 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống trôi xe, cân bằng điện tử này, rồi là hỗ trợ phanh khẩn cấp. Các bác sẽ được trang bị rất là đầy đủ. Phải nói là trong tầm tiền dưới 600 triệu thì Vios vẫn là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu mà các bác sở hữu cái mẫu xe này với cái giá khá là hợp lý. Hiện tại chiếc xe này thì em Nghĩa đang chào bán là 550 triệu. Em xin phép tóm tắt lại, 550 triệu, TOTA Vios 1.5G bản cao nhất, màu đen, biển Nam Định, chạy 9.600 km, vẫn còn bảo hành đến tháng 2 năm 2023 cho các bác yên tâm sử dụng. Nếu các bác có nhu cầu mua trả góp mẫu xe này thì có thể được hỗ trợ tối đa lên đến 70% giá trị xe, tức là các bác sẽ được hỗ trợ duyệt vay khoảng tầm 5735, khoảng tầm 360 triệu các bác nhá. Số tiền còn lại thì mình chỉ cần chuẩn bị trước khoảng tầm hơn 200 triệu là có thể sở hữu được rồi. Nếu các bác có nhu cầu xem xe trực tiếp cũng như là đến test xe lái thử hay là mang gara test hãng và thỏa thuận về giá cả thì mong các bác liên hệ trực tiếp với em Nghĩa theo số hotline bên dưới. Các bác cũng đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất của về Vietjet Auto để có cơ hội mình sở hữu những cái mẫu xe với mức giá cực kỳ hợp lý nhé. Một lần nữa cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.